Hi, xin chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì đang lang thang ngoài biển các bạn thấy không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm đại dương các bạn. Mình muốn làm cái chỗ mà chúng ta có thể tạo được cái cổng Ender ấy. Mình quên là cái gì rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi săn cái này này, cái Ender Gateway này. Thì mình sẽ phải farm rất là nhiều cái lăng trụ biển này. Và đương nhiên là lăng trụ biển thì các bạn chỉ tìm được ở chỗ mấy con mấy cái kẻ bảo cái người bảo vệ các bạn, con bảo vệ, cái con cá, hoặc là các bạn hay giết được cái con tiên cá. Thì sẵn đây là mình sẽ đi tìm mấy con tiên cá để mà mình giết và lấy da luôn. Ở đợt trước thì mình lên đây mình thấy có vùng biển như thế này, thì mình nghĩ rằng nó sẽ có tiên cá trên này nên là mình bay hồi nãy giờ, nhưng mà vẫn không thấy các bạn ạ. Toàn là mấy con Medusa không à, mấy con ấy. Đây rồi, bạn có năm phải này, con này con gọi là Sea King, con hải dương. Cả đơn thuần luôn cũng được các Đây, mình đang cần tìm cái con Siren này đây. Thì con Siren này cũng là của mod gồng các bạn. Đây còn này boss luôn à. Ui. Nó gây đói nha bạn. Thì mấy cái con boss thì nó mới có khả năng là chịu được mấy nhát kiếm của mình thôi, chứ thường thường cái kiếm này mình quýnh liền vài cái là chết rồi. Ơi đồ rất sâu quá, có lẽ là mình phải bơi xuống sâu lắm đấy. Ui rồi tối quá bạn ơi, mình được 6 miếng rồi. 6 mảnh lăng trụ biển này bạn. Cái này gọi là gì ta? Tại mình chơi Minecraft bình thường mình cũng không có để ý tới. Đây. Được 9 miếng rồi các bạn. Đúng rồi, lăn chu biển các bạn. Bình thường ít khi nào mình gì đằng đó có cái phù phép. Mình ít khi nào mà mình có đi ra biển mình kiếm cái đền dưới biển hết á. Mấy cái lên tiếp các bạn. Đằng kia có cái chỗ này mình ta loot bed kìa. Giờ có con hải dương đang lông nhông ở đó. Mình qua việc hải dương trước nè bạn. Bình thường skin này mạnh lắm ấy, nhưng mà bây giờ thì mình full giáp rồi, mình không sợ lắm. Có những con one hit luôn các bạn, mình không hiểu tại sao luôn, bị lắc hay bị bắt không biết nữa. Ui. Đây con này dư máu đây, 98 máu, bà phát quá. Đây mình gọi là mình thở cái đó. Mình đang phải đi săn để mình kiếm cá các bạn, mình làm con bé mực bơi cho nhanh. Hiện tại mình không có cá nên là chịu khó một chút. Tới nay con Siren mình cũng có cá nữa, nhưng mà loot thì nó dễ hơn, bơi chỗ này nhanh hơn này. Ôi ôi, mình chỉ bơi nhanh thôi chứ mình không có lặn nhanh được bạn. Đây chúng ta được 7 da, đói quá không kịp rồi. Thở cái nào này các bạn, chỉ làm ở phiên bản cũ thôi nha, phiên bản mới các bạn làm cái này không được đâu. Tại vì phiên bản mới của Minecraft các bạn đặt đuốc như này thì nó hồi cũng không có nhiều chân á, các bạn phải ngồi lên mặt nước. Bây giờ thì mình sẽ lên thuyền này, chúng ta loot kho báu nha các bạn. Trên thuyền này nhiều kho báu ngon lắm. Đây là cái gương này à, mình hơi xui nhỉ, cái này không cần này lấy luôn. Ở ngoài thiền các bạn không thấy gì đâu, này không có gì chân á, chỉ có 2 cái gương trong này thôi. Gương này út rồi này, gương này thì có được cái giáp ngựa. Quay có được cái ngọc của tụi Slam, mấy cái này bạn đập ra nha, có đồ đấy, nhớ đập ra cái gì đồ ngon luôn. Đa số là vũ khí mà các bạn đập ra, các bạn biết vũ khí, mấy cái vũ khí này chế tạo không được. Ở bên dưới toàn zombie hay nữa, các bạn đừng xuống nha. Con gà, con gà được đấy, các bạn nó loot như mình này thôi. Được saber này, mấy cái này yếu lắm các bạn, mình sẽ tầm thôi à. Đây các bạn cứ đập ở đây này xuống, đây các bạn thấy 2 gương không, các bạn khỏi cần xuống bên dưới làm gì hết. Cái này nó vừa nhanh mà nó vừa đỡ phải mất
có sức nhiều vậy, đánh zombie mà phá lòng bom cho sướng nữa. Kế bên là cái block vàng các bạn thấy không, mình bỏ vô xong rồi mình đào luôn đấy. Các bạn có block vàng xong, ngoài này thì các bạn có thạch anh nè, các bạn cứ ra đào thôi đấy, mấy phiến mấy cái này kia các bạn đào đào gì hết thôi. Bạn nào muốn hút đồ như mình hơi cực nha, rớt đồ xuống biển lại chìm luôn ấy. Rồi giờ chúng ta đi tìm tìm tiếp tục thôi. Ấy đâu rồi, rồi chúng ta đi tìm điểm tiếp theo thôi. Con giúp kìa. Đây đã gặp được một cái chỗ của con xe đành. Bình thường các bạn phải đeo cái bịt tai nha, không có bịt tai nó cuốn các bạn đi đấy. Bình thường các bạn khó đeo cũng được nhưng mà mình thấy khó chịu lắm nên là mình đeo. Ui ôi con này, mày quấn con này cũng được rồi bạn, được hai cái nhưng mà mình thích quấn được xe đành này hơn đấy. Bình thường nó hát như này là bạn bị cuốn theo đấy. Ui rồi, mình tranh thủ nhặt hết nữa các bạn, tối quá. Thở cái đã. Minecraft hiện tại phiên bản mới nhất của nó là 1.19 nên là cái việc mà logic nó cũng đỡ hơn những phiên bản cũ như thế này. Bản cũ như thế này các bạn thấy nhiều cái buồn cười lắm. Rồi, chắc lẽ là mình sẽ đi loot cái con bé dần dần dưới này các bạn. Bỏ đồ vô đã, này bỏ vô luôn, cho kinh nghiệm cần cất này, cuốn sách này luôn, y một cái nón này, cái nón đâu rồi, tiêu đây, thôi chúng ta bơi ra ngoài kia thôi, lút bằng được con bét nữa, hình hình nếu mà lút bằng bét mực thì phải làm. Bét mực hình như là ăn cá các bạn, nên là gần khá là nhiều cá đấy. Bình thường mấy con mực mình cũng không có làm gì đâu. Ui, thở cái đó. Kia cũng có một chỗ này. Dưới này có khoảng trống nên chúng ta có thể thở được. Đây. Không có, chúng ta có bé Ender thôi à. Con này cũng có rồi. Ủa, chưa có à? Sao mình nhớ mình có rồi nhỉ? Không ngờ là mình chưa có em con bé Ender này nhỉ. Chúng ta qua bên kia loot thôi, còn một chỗ nữa. Tập này chúng ta sẽ đi thám hiểm đại dương các bạn, ta sẽ lặn hụp đi, chúng ta thăm thăm đồ ngoài này. Thì cái game này có hai chỗ lấy bét, đó là các bạn lặn ở dưới nước này nè có mấy ụ cát, còn thứ hai là các bạn bay trên trời á, trên trời cũng có mấy cái chỗ chúng ta thể lấy bét đây. Thì các bạn cứ chăm đi lấy là được. Con này là con mùi lửa hả, con này mình chưa có. Thấy các bạn lút một mớ cá rồi, thấy không, lần lút chúng ta được mấy con, mình nghĩ là câu sẽ được nhưng mà nó mất thời gian lắm. Thôi ta đi tiếp tục thôi. Ở trên này có con siren này, cái chỗ này có một con rồi bạn, hơi nhỏ, mình cần bốn, mình còn là boss luôn à, cần bốn cái cục luôn, bốn cục cho có 36 miếng rồi, hơi nhiều mày. Cái đã. Mình chưa làm bét con bò nữa. Ê, nó không có con kho phải lặn xuống rồi. Mình tưởng nó hút đồ vô rồi chứ. Nó mới có món nào hút đồ không nhỉ? Đánh nó văng tùm lum. Ôi ơi, văng tới đáy luôn ạ. Lặn tới đáy luôn bạn ơi. Ôi trời ơi. Thôi, tranh thủ ra mình loot nhanh để mà mình làm cái bét bét mực các bạn ơi. Chứ kêu này chết ngạt đấy. Xem coi có mực không. Cái tên này nó bị lật ngược các bạn. Trong. Ê có bách cù ngon nha. Bách cù nó sẽ giảm làm chậm cái tốc độ ghê các bạn.
bạn té không có chết được. Con cù này khá ngon đấy. Bạn của Mountain. Mountain à? Nó không chịu đọc. Giờ đi ngủ phát nè. Ui cái con ở. Đi ra. Mình ghét cái con này lắm. Mày gì này. Con cá bạc nữa. Con cá bạc nữa. À, đang ngủ của phù thủy này. Đi cái này trước rồi nè. Tranh thủ rồi nè. Đợi tiện mình lên luôn. Thôi đi ngủ. Hy vọng nó té chết. Ơi mày nghe tiếng uống nước. Vậy nó còn sống à? Không, thủy nó đang bú máu rồi bạn. Ui đang quăng bình cho mình nó hơi quá. Không phải mình đọc. Con xương này. Con xương này luôn. Rồi. Để mình xem mình được gì rồi. Mình lại gặp một con nữa nhưng mà cái chỗ này có một con thôi mày, quá xui. Tại sao lúc mà mình đi tìm thì ít con như vậy, còn lúc mà mình không cần tìm thì nó một đống nhỉ? Được 4 miếng, không có miếng kia luôn, quá buồn. À. Ngoài này có con nào nữa không? Chào bạn cua. Nó chịu nổi bạn ơi, mình đi làm bét thôi. Bơi lâu quá. Cá được 29 con rồi nè. Bét đâu, bét đâu. Con mực đâu ta? Không phải này. Này là gì đây, ăn long hả? Này là vô hạn cung các bạn. Xin 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 xin. Đây, con mực đây. Các bạn bỏ dưới thanh này là xong. Thì nó ăn cá nha, các bạn để thức ăn ở trong cái kho đồ như này nè, đó. Các bạn để ở trong thôi. Là các bạn. Úi. Bạn cua này. Bộ lão thật sự, ở thà đó. Này các bạn để xuống, các bạn nhảy xuống. Đấy, các bạn thấy không? Bơi nhanh hơn nhiều. Bạn hãy nhìn dưới nước, thở dưới nước luôn. Giết con này cho nhanh. Mình thường ít khi nào mình đi giết cái này. Mày này. Đấy, lại rớt xuống này. Đấy, thấy con này. Ngon. Không có rớt xuống dưới mình không thấy đâu bạn. Đấy đánh mấy cái này cũng nhanh. Sao không hút đồ nhỉ? Mình đi tìm mấy tụi này đó, mấy kẻ canh gác không được. Còn không, còn không ta. Đằng kia có chỗ loot bed. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tụi này phải phán đam mày. Dạ cục máu ấy chứ. Nào các bạn thấy có con bét mực vô nhẹ không? Quá khỏe luôn. Mày này. Mày này. Đây, chúng ta vô xem cho chúng ta loot được cái gì không? Mày này. Thì mục tiêu của tập này chúng ta sẽ làm cái cổng đi xuống cái ghen các bạn. Mình đi tranh thủ loot. Này gì đây? À, siêu à, cái khiên hả? Mình đã siêu tầm được 10 bét rồi bạn. Đây một miếng nữa, để coi chúng ta được bao nhiêu miếng hả ta. Bấm lộn mày, được bao nhiêu miếng rồi? 3/4 rồi. Cái đợt mình thấy đúng một miếng à, mỗi cái thứ đúng một miếng, cay thật. Mình sẽ đi tìm một con nữa, mình quấn nhẹ cái này xong mày. Đây rồi. Đây là con cuối cùng. Ai à, con giám hộ hả? Con này là giám hộ sao? Mình chỉ nhớ nó bảo vệ cái Atlantis thôi à. Con này nó bơi kỹ nha. Bơi này. Rồi, chúng ta đã đủ cái nguyên liệu chúng ta làm cái đầu tiên rồi các bạn. Bao bên ngoài rồi. Giờ chúng ta cần gì nữa đây? Còn thiếu gì đây? Đá hả? Ôi, cái này căng thế. Chết mồ con cục vậy. Không đủ rồi bạn ơi, cái này căng á, mình phải về nhà mình nung rồi. Không được, phải về nhà nung mà. Đá không đủ, cái này được không? Cái này nó không tính bạn ơi. Đá này mình làm rồi không tính. Đá thường đâu ta. Đá chưa nung đâu rồi. Mình không có cuốc mềm mại bạn, nên là phải nung.
Đá đâu ta? Hư đồ mình về nhiều quá. Sao mình nhiều với đồ ác đó nhỉ? Trời ơi, mình còn 2 cục. Không đủ rồi, nên là mình về nung thôi bạn ơi. Là phải về nung rồi. Này không được. Nãy giờ mình đã nung được sơ sơ rồi. Mình đợi nung hoàn thành luôn rồi mình sẽ ráp nha các bạn. Cái này mình cất vô hết đi. Đọt này ra luôn, mình cũng không cần nữa, dục vô luôn. Nhận xong rồi. Này chứ mình nghĩ là cần khá là nhiều block đấy. Ôi ơi, mình làm nãy giờ quá trời các bạn ơi. Các bạn nhìn đi, rất nhiều luôn ấy. Ôi ơi, gặp gặp mấy cái block mình thành một cái khối nữa. Ôi rồi ôi, cuối cùng xong. Mình nung rất là nhiều đá luôn ấy. Đúng là làm cái này không dễ bạn ơi. Tiếp theo là gì? Cục ở giữa là gì đây? Ôi ôi gì đây? Ôi ôi hắc diêm thạch. Đủ không? Ý, vừa đủ này, đúng không? 9 cục. Ý gì hơn mà bạn ơi, vừa đủ luôn ấy. Thôi rồi, đổi ra. 1 2 3 4 5 6 7 8. Viên cục nãy mình làm là đủ. Yay, hết 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 hắc diêm thạch luôn rồi bạn ơi. Yay, chúng ta đã có được cái Ender Gateway, chúng ta đã có được cái nhà nữa, chúng ta làm cái cổng đi xuống đen. Giờ mình sẽ xây ở đây nha bạn. Lên. Ui dồi ôi, té rồi. Mét nhà mình qua leo chưa quen mà. Yay, bây giờ đây là cổng đi end. Sao bên dưới này không có gì mình đi dẫn xuyên được nhỉ? Có gì không? Ý. Muốn bể cái len rồi. Thôi bây giờ chúng ta lấy mắt Ender nhé. Mắt Ender. Đây rồi, chúng ta cần có một cái quay bị lửa. 6 cái. Chúng ta cần 6 cái thôi. 12 mắt, cái này là cái nhân tạo nên là không có mắt để sẵn đâu các bạn. Chúng ta phải làm đấy. 2 3 này. 4 5 6 này. 8 9 11 12. Rồi. Yeah, cuối cùng mình đã làm xong cái cổng này rồi các bạn. Cái này mình cho mình cất vô á, mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu cũng như là những cái món đồ mình để chúng ta có thể vào đi end nhé. Ở tập sau thì mình sẽ đánh con rồng Ender cũng như là giải quyết luôn con boss Wither để kết thúc cái chương cũng như cái quest mà đánh boss của cái mod Vanilla này. Cái mod bay gấp chính các bạn. Nên là mình phải chuẩn bị khá nhiều đồ để mà xuống dưới một cách đánh an toàn nhất. Tại mình không muốn chết với con boss này đâu. Thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái series này của mình thì các bạn để lại một like, một subscribe cũng như là một comment ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo.